Bây giờ em sẽ sử dụng con máy mài hàng nội địa của Trung Quốc và ép tải, test ép tải cho các bác cùng xem nhé. Bây giờ em sẽ test ép tải trên cái miếng sắt này nhá, mài ép tải cho bác cùng xem này. Ok, đấy các bác thấy này, mài vẹt đi một lửa luôn các bác nhé. Đấy, máy thì hơi hơi ấm luôn, đấy, rất là ngon nhé. Đấy, một con máy cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu nội địa của Trung Quốc các bác nhé. Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Ở trước mắt các bác đây là một cái mẫu máy mài hoàn toàn mới mà bên em vừa mới nhập về xong các bác nhé. Mẫu máy mài này thì nó là dòng sản phẩm hàng nội địa của Trung Quốc. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhé. Đấy, vỏ nhựa này nó thiết kế một cái vân nhé. Đấy, các bác cầm vào đây thì nó sẽ không bị trơn trượt. Đấy, và để lại dấu vân tay như là các cái dòng khác. Rất là hay nhé. Đấy, ô như bàn cờ các bác nhé. Đấy, sờ rất là sướng. Đấy. Chữ này là chữ dập nổi luôn các bác nhé. Em không dịch được chữ này. Đấy, nhưng mà các bác yên tâm. Đấy, hàng nội địa của Trung Quốc rất là ngon. Thông số kỹ thuật của con này thì là công suất là 710W. Vòng tua là 12.000 vòng một phút các bác nhé. Sử dụng đá 100. Đấy, rất là ngon. Với công suất 710W thì con này nó sẽ phù hợp với những bác sử dụng cho gia đình hoặc là những bác làm việc nhẹ nhàng nhé. Đấy, còn bác nào mà đi cắt tường, cắt gạch thì sẽ phải lấy những con công suất lớn hơn. Đấy, con này thì cái ưu điểm của con này nó là sử dụng cái công tắc đuôi này, rất là bền luôn các bác nhé. Này, với công tắc đuôi này thì gần như trong quá trình các bác làm, các bác sử dụng thì gần như không bao giờ hỏng. Đấy, mà hỏng nếu trường hợp mà nó có bị hỏng thì thay thế cũng rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Đấy, chỉ khoảng 20.000 thôi là các bác thay xong cái công tắc này. Đấy, sử dụng đá 100 nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, máy cực kỳ là chắc chắn nhé. Đấy, khi các bác mua con máy mài này thì bên công ty vẫn có tặng sẵn cho chúng ta một cái bảo vệ đá này và một cái mở đá các bác nhá. Đây, hai cái vật dụng rất là cần thiết cho một con máy mài các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ khui toàn bộ ruột gan của con máy này ra cho bác cùng xem này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đây là cái cuộn dây của nó nhá. Đấy, cuộn dây này thì toàn bộ được sơn này. Đấy, được sơn cách điện đầy đủ nhá. Đấy, sơn cách điện đầy đủ. Đây, phần rô của máy đây. Đây các bác nhìn này. Đấy, rô của máy đây. Đấy, toàn bộ keo chỉ này, dây đồng quấn rất là cẩn thận chắc chắn nhé. Này, rô dài, ruột dài các bác nhé. Đấy, ngon chưa?
Đấy, một sản phẩm hàng nội địa của Trung Quốc, cực kỳ là ngon. Này, bao chất bao ngon cho các bác nhé. Đấy, một con máy chất lượng như thế này mà hiện tại thì bên em đang có một mức giá phải nói là siêu hời cho các bác. Do số lượng bên em về cũng không được nhiều. Đấy, có khoảng vài chục máy thôi. Đấy, chính vì vậy mà các bác nhanh tay nhé. Này, số lượng có hạn và giá của sản phẩm này thì hiện tại bên em đang sale là 350.000 thôi các bác nhé. Đấy, và em sẽ dành tặng 10 suất quà đầu tiên cho 10 bác đầu tiên đặt hàng. Đó là tặng thêm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch CRV. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao nhé. Đấy, các bác mua một con máy này giá 350.000, bao ship bảo hành 6 tháng. Đấy, và bên em sẽ tặng thêm cho bác một cái lưỡi cắt gạch xịn sò này nữa. Đấy, chỉ dành tặng cho 10 bác đầu tiên đặt hàng thôi các bác nhé. Đấy, một sản phẩm cực kỳ ngon mà giá siêu hời luôn, chỉ có 350.000 thôi. Đấy, là các bác đã sở hữu ngay một con máy hàng nội địa của Trung Quốc, cực kỳ là ngon. Này, vỏ thì chống gọi là chống trơn trượt, chống để lại dấu vân tay, rất là xịn nhé, thiết kế cực kỳ ngon. Đấy, siêu ngon luôn. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em ghi phía bên dưới màn hình nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác.